Chúng ta sẽ nói chuyện về một sự kiện chính trị đáng lưu ý trong ngày hôm nay đó là lần đầu tiên các nước EU đã tiến hành đã thống nhất để đến Ukraine à, mở một cái à, hội nghị thượng đỉnh à, các à, bộ trưởng ngoại giao đầu tiên lần đầu tiên ở Ukraine lần đầu tiên ở biên ngoài biên giới của EU và lần đầu tiên ở một cái nước cũng không phải là của EU nhìn chung là chúng ta cũng biết tại sao họ làm thế đúng không ạ? chúng ta nhớ một điểm là eu thì cũng giống nato bản thân họ thì luôn lấy cái mark ra là ukraine chính là thành viên của nato tương lai của ukraine là tương lai của eu đúng không ạ cũng giống như tương lai của ukraine là tư cách thành viên của nato điều đấy không có gì bàn cãi nhưng mà họ không nói là tương lai đó là tương lai nào đúng không ạ tương lai là tương lai hậu tận thế hay là cái tương lai thời kỷ nguyên gọi là băng hà hay là cái gì cả hay là ở thành tinh nào mà chúng ta chỉ thấy họ nói ra tương lai như vậy thôi hội đồng nato ukraine đã có mặt đã xuất hiện đã hoạt động tất cả đều đầy đủ tất cả đều chuẩn chỉnh trừ mỗi điều năm bây giờ hội đồng eu và ukraine tất cả đều chuẩn hết thậm chí sang cả ukraine để họp hội đồng bộ trưởng Hội đồng Ngoại giao Đúng ạ Chỉ còn thiếu mỗi cái tư cách Ông ấy chính thức trở thành thành viên của EU nữa thôi Bởi vì trở thành EU thì Tất cả các thành viên phải cứu khổ, cứu nạn Đúng ạ Một cái con tàu nó đang Cũng đang rất là trông tranh Mà bây giờ nó lại cứu thêm một cái Cái tăng con tàu nó cũng Rất to mà đang lao xuống đáy biển Liệu nó có sống được hay không Vâng và chúng tôi Xin tường thuật một vài những thông tin Xung quanh sự kiện này Joseph Borrell, Bộ trưởng Ngoại giao EU nói rằng ông cảm thấy thực sự nuối tiếc rằng là Quốc hội Mỹ đã phê duyệt qua cái dự thảo ngân sách mà không có bất kỳ một sự viện trợ bổ sung nào cho phía Ukraine. Và ông nói rằng EU sẽ tiếp tục yêu cầu Mỹ viện trợ cho Ukraine. Đồng thời, ông cũng hứa rằng kể cả trong trường hợp Mỹ không viện trợ thì EU vẫn sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Vâng, gần đây thì chúng ta biết là nó đã có một cái thương vụ đá bóng rồi. Đây nó chính là một trong những hành động bóng đá quý vị ạ. Quý vị còn nhớ là cách đây vài ngày thì chúng tôi đã công bố một cái khảo sát đúng không ạ? Là so với lại một năm trước thì EU đã viện trợ nhiều hơn hẳn so với lại thế giới Anglo-Saxon. Một năm trước đây thì Anglo-Saxon viện trợ nhiều nhưng bây giờ EU vươn lên viện trợ nhiều hơn như vậy là những người anglo sắc sông có khôn ở quý vị đúng không ạ quá khôn đúng không làm thế nào mà họ vừa không phải viện trợ nhiều như cũ nữa họ đẩy quả bóng viện trợ sang cho eu để eu vừa gánh cái trách nhiệm tài chính nhưng mà đồng thời làm vừa làm cho người nga nổi giận khoét sâu cái mối quan hệ đúng không ạ vốn đã có thể nói là đến ở trên bờ vực thẳm giữa eu và nga Điều mà thế giới Anglo-Saxon nằm mơ cũng thích nó xảy ra. Bộ trưởng Ngoại giao Đức uh, Anna Bablock nói rằng là Liên minh châu Âu sẽ sớm trải dài từ Lisbon, tức là thủ đô Bồ Đào Nha, tới Lugan, tức là tỉnh Lugan, đúng không ạ, mà hiện nay là tỉnh Lugan của Nga, còn trước đây là tỉnh Lugan của Ukraine. tất cả hướng tới sự liên minh cộng đồng tự do văn minh của chúng ta, tương lai của Ukraine. Với từng ngôi nhà, từng ngôi làng, từng mét đất mà người Ukraine giải phóng, tất cả những nơi đó sẽ thuộc về liên minh EU và sẽ mở rộng con đường để Ukraine tiến tới liên minh châu Âu vâng nhưng mà đến đoạn này thì tôi phải tạm dừng một tí để tôi gặp một cái gọi là người trong mộng của beblog đó là maria zaragova tức là khắc tinh online đúng không ạ của của bà ngoại trưởng đức sau khi nhận được tuyên bố của bebok ở ukraine thì maria zaragova đã tuyên bố Nhân sự kiện, uh, uh, Ngoại trưởng Đức Anna Baerbock nói rằng là uh, cái lãnh thổ của EU sẽ trải dài từ Lisbon tới Lugan. Thì uh, chúng tôi nhân tiện nói rằng là khi nào chúng ta có thể đáp ứng được điều kiện đó. Thứ nhất là người Nga của chúng tôi sẽ gia nhập NATO, à xin lỗi, gia nhập EU. Hoặc là lần thứ hai là bà ấy lên nhớ lại là bà lên quay lại 360 độ C, đúng không ạ? 360 độ. Vâng, chúng ta còn nhớ cái sự kiện 360 độ. Có nghĩa rằng là bà Beaux thì nói rằng là điều mà Putin cần làm để chấm dứt chiến tranh là bây giờ ông ấy phải quay 360 độ. Thì bây giờ là Maria nói rằng là quay 360 độ thì có nghĩa rằng là Putin sẽ tiến về phía châu Âu, đúng không ạ? Thì chỉ có như thế thì biên giới của EU nó mới nối dài từ Lisbon cho tới Lugan hoặc là thứ hai là Nga à, gia nhập EU. Một cách nói rất thâm sâu để mà có thể nói là khơi gợi lại những nỗi đau liên quan tới cái việc vạ miệng của Blair Block đồng thời à, nói rõ đúng không ạ những cái um, nghịch lý ở trong EU cũng như những ý định của người Nga. Tức là lần này thì một mũi tên đã bắn trúng ba đích liền một lúc. Sau đó thì cộng đồng trên mạng nói rằng là à uh, họ cầu xin là Maria Zaragova lên tha cho Benbox một lần, chứ không nếu không thì bài về bài lại dỗi bài từ chức thì không còn người để nói chuyện nữa. Vâng, tiếp tục vẫn là câu chuyện của Joseph Boran. Joseph Boran tiếp tục uh, một loạt các cái câu chuyện liên quan tới việc là Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và ông kể ra rằng là chúng tôi đã phân bổ một nguồn uh, Uh, vốn tới 89,8 tỷ uh, tỷ đô la, có nghĩa là nói thẳng ra là 90 tỷ đi, đúng không ạ? Để hỗ trợ cho Ukraine. Trong đó có tới 20 tỷ đô đã được cung cấp dưới hình thức viện trợ vũ khí và các hoạt động quân sự. Hỗ trợ quân sự của chúng tôi dành cho Ukraine đã đạt 25 tỷ đô. Cùng với lại tất cả những nguồn hỗ trợ khác, uh, tất cả đã tổng cộng lên tới 85 tỷ euro, tức là 90 tỷ đô la. Và đây là con số lớn nhất là một con số lớn nhất trên thế giới. Đồng thời ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc là tương lai của Ukraine là trong EU. Đấy. Xin chào à, những người Ukraine tới khu vườn à, vườn hoang của chúng tôi. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có thể để ý thấy một điều quý vị ạ, là vâng tương lai của Ukraine có thể ở trong EU. Nhưng mà tương lai của EU thì chưa biết nó ở đâu, quý vị công nhận không ạ? Rất có khả năng tương lai của EU nó lại nằm trong tay người Nga. Và như vậy theo tính chất Bắc Cầu thì tương lai của Ukraine nó lại nằm trong tay của người Nga, đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà EU mà vẫn còn theo Mỹ thì tất nhiên là họ không có tương lai gì cả. Đúng không ạ? Tương lai của họ chỉ là tương lai của chư hầu mà thôi. Chỉ có khi nào EU có thể bắt tay hợp tác làm ăn với nga có nghĩa rằng là họ quay trở lại uh, gọi là thống nhất với nga cho nên chúng ta gọi tạm gọi là tương lai của họ trong tay người nga trong vòng tay người nga tương lai của người nga cũng vòng tay của châu âu thế thì cái câu chuyện cuối cùng là ông ukraine trong tay của eu và eu trong tay của nga thì thôi rồi eu như vậy là ukraine trong tay nga cho xong và và thông tin tiếp theo cũng liên quan đến eu như chúng ta đã biết là Ban đầu chúng ta có Hungary. Bây giờ chúng ta có Slovakia. Người ta đang băn khoăn là Slovakia sẽ mở ra một cái làn sóng, đúng không ạ? Vậy thì nước thứ ba là nước nào? Nhiều người nói rằng là người Ba Lan rất hận thù người Nga, nhưng tôi không tin là như thế. Giới chính trị gia của họ buộc phải thù ghét người Nga đúng không quý vị bởi vì họ làm việc cho người mỹ dân tộc của họ nói là thù ghét người nga có thù ghét không có nhưng mà cơ bản là phần lớn hận thù là bởi vì cái việc liên quan tới truyền thông đúng không ạ tất nhiên hai nước có những cái quá khứ của nó nhưng mà nếu chỉ nói tới quá khứ để quên đi cái hiện tại thì không phải là như thế nếu quý vị nào từng sinh sống ở ba lan thì quý vị cũng có thể thấy cái việc thù nga nó không phải là một cái vấn đề nó chi phối xã hội đến một mức độ lớn như thế. Đúng không ạ? Cho nên là rất nhiều người nói rằng là với một cái cuộc biểu tình của Ba Lan diễn ra rầm rộ lên tới hơn một triệu dân xuống đường biểu tình như thế này tại thời điểm hiện tại thì rất có khả năng câu trả lời sẽ là Ba Lan trở thành nước thứ ba đúng không ạ? Theo chân Hungary, theo chân Slovakia để mà hướng về phía Nga. Đấy là tôi nói về vấn đề là thuần túy về lợi ích quý vị nhé. Tại vì nói thẳng ra bây giờ nếu như mà Ba Lan họ chống Nga thì cũng không chống được nữa rồi. Đến thời điểm này thì Ba Lan đã hoàn toàn vỡ mộng là họ có thể làm suy yếu Nga. Đúng không ạ. Và tất nhiên cũng không thể sơ múi được biên giới của Ukraine hay là biên giới của Belarus. Nếu có. Như vậy là... Và trong thời gian gần đây, xích mích của Ba Lan với EU đúng không ạ rồi là những cái cử chỉ thân thiện của mỹ với ukraine và ba lan bây giờ chính thức cũng đã có một cái sự tuyên chiến trên mặt trận ngoại giao với lại ukraine trong cái sự kiện hôm qua mà ông zelensky mời ba lan đến để mà họp về các cái nhà máy sản xuất quốc phòng ở phương tây ba lan từ chối luôn không đến thế thì biết đâu đấy đúng không, quý vị bởi vì Ba Lan thì nó cũng có chính đảng và nó cũng có đảng đối lập cho nên chúng ta chưa biết thế nào được. Khi mà Ba Lan mà người ta quay xe đấy thì tôi tin chắc một điều rằng là Ba Lan lại là, là một cái người về mặt kinh tế họ được hưởng lợi cực kỳ nhiều từ phía Nga. Bây giờ thì chỉ họ được hưởng lợi từ vấn đề viện trợ về 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 chủ yếu là viện trợ liên quan đến quân sự. Bởi vì Mỹ đang cố mà nâng cấp đúng không ạ? Búp cho cái quân đội của Ba Lan nó khủng lên để mà thứ nhất là họ chống nga thứ hai là nó nghèo đi quý vị nhớ một điểm như thế khi mà mất đất nước nó được vúp quân sự lớn lên thì bao giờ cái nền kinh tế của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều mà nghèo đi thì có nghĩa rằng là dễ để thống trị đúng không ạ chứ còn nếu bây giờ ba lan mà vẫn là eu vẫn là nato mà vẫn hành xử như kiểu hungary và slovakia thì họ ở gần biên giới của nga rõ ràng họ là một cái người được hưởng lợi rất nhiều Quý vị công nhận không ạ? Bây giờ họ vẫn làm ăn mà Họ vẫn có những cái làm ăn Và họ không thể bỏ được cái đó Cho nên cũng không Tất nhiên là đây tỷ lệ nó thấp thôi Chúng ta bàn thôi Nhưng mà rồi cũng không biết đâu được Bởi vì quần chúng nó đã xuống đường Tới hàng hơn triệu người ấy Thì quần chúng nó dã man lắm Đúng không ạ? Đấy quý vị để ý Hơn triệu người thì nó bằng nguyên cả cái nước Estonia rồi còn gì chỉ có một cái điều ấy là tôi cũng không nắm được nội tình các đảng đối lập ở Ba Lan Tôi nhớ là cái đợt trước cái ông mà ngày xưa Tổng thống Thủ tướng Ba Lan ấy, thì ông ấy cũng là một cái người phản đối đường ống Nord Stream. Đấy, ông cũng là một cái người mà phản đối um, Tổng thống Trump. Còn tôi không nhớ cái quan điểm của ông cụ thể với lại cái đường lối chống Nga của ông đến đâu. Nhưng mà hiện tại thì một triệu người này đang biểu tình để phản đối cái đảng uh, cầm quyền, tức là cái đảng gì đấy, đảng công lý gì đó. Vâng, và như vậy là sự kiện đây tôi cũng không biết bao giờ kết thúc và chương trình nghị sự của nó là gì, nhưng mà cơ bản là người Ukraine bây giờ cũng không còn hào hứng nữa. Họ cũng không thấy có một cái gì nó là hưng phấn cả, đúng không ạ? Mặc dù thì EU nói rằng là tuy chúng tôi không kết nạp được ông vào EU, nhưng mà tôi đến tận nơi của các ông họp rồi, đúng không? Thế thì cũng là một cái mà quyền lợi nó còn hơn cả là thành viên của EU chính thức rồi. Đấy, còn các ông còn gì mà phải phàn nàn nữa. Nhưng mà người Ba Lan lần này không hào hứng như mọi khi. Bởi vì cái thứ họ cần là tiền Thì bây giờ người công cấp tiền lớn nhất là Mỹ Thì 45 năm ngày sắp tới là méo tiếng Đúng không ạ? Không làm gì được Còn EU nói cái giọng như này Thì chắc chắn là thời gian tới cũng không khả quan gì rồi Người ta đang ốm đúng không ạ? Và người ta cần tiền Nhưng mà các ông đến Các ông chỉ có lời hỏi thăm Mới lại mua mấy cái hoa quả Khế chua các thứ cho người ta ăn như này Thì làm sao mà nuốt được trong cái thời điểm hiện tại Vâng và đây là một trong những thông tin cũng liên quan tới EU, vườn địa đàng của ông Joseph Borrell đây. Thì ra cuối cùng là khi mà thế giới phương Nam đang nhắm vào việc là phi đô la hóa. Thì phi đô la hóa chưa biết nó đến đâu. Nhưng mà cuối cùng thì nhìn trên bản đồ hệ thống thanh toán SWIFT. Thì chúng ta thấy là nước Nga và các nước bán cầu phương Nam BRICS đã phi uh, euro hóa rồi. Theo bản đồ này thì chúng ta thấy là cái dung lượng thanh toán ở trên hệ thống thanh toán Swift bằng đồng Euro nó đã giảm từ 38% vào đầu năm ngoái cho tới 23% vào thời điểm này. Như vậy là gì? Nó đã giảm tới 15%. 15% cho một cái lưu lượng thanh toán của một cái đồng tiền Euro có nghĩa là một cơn đại khủng hoảng, đúng không ạ? Và rõ ràng là cái lỗi của nó chính là những hệ thống thanh toán của Nga, hệ thống SPFS và hệ thống SHIP của Trung Quốc. Bởi trong lúc này thì thời điểm này hệ thống thanh toán của Trung Quốc đã đột ngột đạt cái mức tăng trưởng cao mọi thời đại và trong tháng 8 ở lúc 3,47%. Vâng, như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Châu Âu vẫn đang tiếp tục chiến thắng. Vâng, đó là những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay trên chính trường quốc tế. Nhiều quý vị nói rằng là không cập nhật những thông tin liên quan đến châu Phi, Armenia vân vân. Cơ bản thì nó không có những diễn biến quan trọng đúng không ạ? Và chúng tôi thì cũng không phải là cập nhật bản tin mà chúng tôi muốn cùng quý vị nói những câu chuyện đáng nói xung quanh những cái thông tin đó đúng không ạ? Còn vài cái cập nhật nó không đáng có thì chúng ta cứ để tích lũy tới khi nó đủ câu chuyện để chúng ta nói. Tất nhiên là thông tin ở Mỹ thì nó không thiếu cái gì. À, hiện tại thì chúng ta thấy là ở trong cái thượng viện hạ viện Mỹ thì nó là một cái, cái sân khấu và điều đó nó không có gì ngạc nhiên đúng không ạ? À, những cái việc liên quan tới um, thông qua cái um, luật về cái cái đạo luật về chính uh, về uh, ngân sách trong lần này để mà uh, chính quyền liên bang uh, có ngân sách để hoạt động trong 45 ngày tới và không viện trợ cho Ukraine chắc chắn sẽ có diễn ra rất nhiều cái vụ đấu đá ở đó bởi vì chúng ta thấy một điều rằng đất nước của họ nó không phải là một cái đất nước mà người ta sinh ra để mà giải quyết các cái vấn đề của nhân dân nữa đúng không ạ mà bây giờ nó bị rằng co nó chia năm xẻ bảy giữa cái quyền lợi của dân quyền lợi của đảng phái rồi quyền lợi của đất nước và quyền lợi của những cái kẻ tài phiệt mà tất nhiên là quyền lợi của những kẻ tài phiệt nó sẽ chi phối còn lại những cái quyền lợi kia nó chỉ là những thứ nó bù đắp vào để cho nó đỡ cạch cỡm, đỡ lộ liễu mà thôi. Rồi chúng ta sẽ thấy trong uh, 45 ngày này, Quốc hội Mỹ sẽ tranh cãi về việc là gói ngân sách để cho chính phủ liên bang lần này bao nhiêu tỷ, đúng không ạ? Và tỷ này để làm việc nào, tỷ kia để làm việc gì? Rồi cũng lúc đấy ở uh, Quốc hội của Kena cũng sẽ tranh cãi với nhau và thất vọng, bực tức, giận dỗi. Và họ nói rằng đấy, các vị nhìn xem, các vị cư xử không ra gì để đến nỗi bây giờ ở người mỹ người ta đang tranh nhau để mà quyết định xem là người ta tiêu cái số tiền đáng nhẽ về thuộc về chúng ta thế mà bây giờ họ lại chi tiêu vào cho đất nước của họ đấy kiểu nó như vậy